Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Trung tâm Bảo hành Điện tử Thế Bình. Video ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn quý vị các bạn cách tự mình kiểm tra hình ảnh của chiếc TV nhà mình để xem hình ảnh của chiếc TV của quý vị còn tốt hay không. Vâng, khi mà các bạn nhìn màn hình chiếc TV trước mặt tôi đây thì các bạn sẽ không biết được là chiếc TV này là đang bị lỗi. Vậy thì tôi sẽ kiểm tra hình ảnh như sau. Các bạn sẽ vào cái Internet, các bạn sẽ vào mục Internet. Lúc này thì các bạn sẽ gõ cái từ khóa tìm kiếm của mình. Các bạn OK để gõ từ khóa tìm kiếm. Lúc này thì các bạn sẽ tìm kiếm của mình vào một cái từ khóa đây, vào một cái website. Các bạn sẽ truy cập vào một cái website có cái chữ My Screen Chicken. Đây, My Screen Chicken này. Và các bạn sẽ mở cái website này ra cho mình. Đây, OK. Khi mà các bạn mở cái website này ra của mình ấy, thì nó sẽ ra cái độ phân giải để test trên cái màn hình TV hoặc máy tính của quý vị và các bạn. Ví dụ như độ phân giải màn hình là 1920 và 1080. Vậy thì bây giờ các bạn sẽ làm sao để các bạn test hình ảnh để các bạn sẽ biết được là chiếc TV này có bị lỗi hay không và điểm ảnh của chúng ta làm sao. Thì các bạn sẽ chọn màu ở trên này. Ví dụ như tôi sẽ chọn màu đỏ. Đây. Tôi sẽ chọn màu đỏ thì tất cả chiếc TV này ấy, nó sẽ tổng thể màu đỏ. Nhưng mà nó lúc này thì tôi sẽ lại gần chiếc TV thì các bạn xem. Chiếc TV này có một cái đường kẻ chỉ từ trên xuống dưới. Đây. Đường kẻ chỉ màu đen từ trên xuống dưới. Một chỉ đúng không ạ? Rồi. Tôi nhấn OK này. Tôi nhấn OK. Back ra ngoài. Tôi sẽ chọn màu trắng thì sao? Tôi sẽ chọn màu trắng. Tôi sẽ chọn màu trắng thì lúc này trên màn hình của quý vị và các bạn sẽ xuất hiện hai đường chỉ, một là đường chỉ màu xanh, hai là một đường chỉ màu vàng. Đấy. Tôi sẽ chọn tiếp màu xanh. Tôi sẽ chọn tiếp màu xanh. Thì lúc này chiếc TV của quý vị và các bạn xuất hiện một đường chỉ rất là rõ và màu đen. Tôi sẽ chọn thử màu vàng. Tôi sẽ chọn thử màu vàng thì các bạn xem. Cái vệt chỉ màu xanh rất là rõ được xuất hiện ở trên màn hình TV. Vậy thì tại sao quý vị và các bạn cần phải sử dụng phần mềm này? Bởi vì sao? Khi mà các bạn sử dụng một chiếc phần mềm như thế này thì quý vị và các bạn test thì các bạn sẽ thấy rất là rõ những cái điểm ảnh ở trên chiếc màn hình này. Nó lỗi ở chỗ nào thì các bạn test màu này không ra thì các bạn test màu khác thì chắc chắn là cái điểm ảnh nó sẽ lộ diện ra. Đây là một cái cách test màn hình rất là cơ bản mà nhất là anh em thợ làm IT máy tính thì thường sử dụng cái phần mềm này để các bạn test hình ảnh ở trên màn máy tính. Thì các bạn có thể sử dụng để test hình ảnh trên màn hình máy tính này, trên điện thoại của quý vị các bạn để các bạn biết được chiếc điện thoại của quý vị các bạn còn tốt hay không. Rất là đơn giản và hiệu quả. Vâng, các bạn sẽ vào cái Google và các bạn gõ cho mình cái từ khóa My Screen Chicken này để các bạn vào truy cập vào website và các bạn test hình ảnh của mọi người nhé. OK, xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video sau.